mình hú tao phải cổ. Ép mày nha. Chừng nào gọi à, kêu em rút ra nha. Chưa. Chưa. Từ từ rồi, từ từ hả Huy. Từ từ hút ra. Rồi, rồi hút ra. Đâu? Trời ơi. Tao bóc quá, tao bự luôn. Lấy mày. Mày này trắng. Tao đạo quá hùn. Quá đã luôn. Quá. Cái gùa này bắt khăn rồi. Không, thằng tối gùa. Đây nè. Bắt nè. Wow. Oh. Còn vướng mấy con cá chơi nữa coi. Chơi thằng mày luôn. Wow. Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị các bạn. Chào. À, trước tiên đây mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì hôm nay mấy anh em mình ra ruộng đi đuổi cá. À, có cái lưới thục cá này. Cái lưới này mình lâu quá không có làm. Hôm nay mình làm lại cũng mấy tháng rồi. Anh chuột, cái vỏ này đựng anh được luôn á. Ừ, bắt chừng nào đầy vỏ là nghỉ. Hằng con chó làm sao nó đứng sau của em nó hoài hằng. Nó thấy em thơm quá đó mà. Có gì Hương nói có số chút đỉnh gì không kìa. Coi lại coi sao có dính gì vàng vàng không. À, mình bắt đầu xuống đây dân. Hôm nay quá lạnh. À cò. Chuột ơi, có dần ướt lạnh tí ơi. Lên trước rồi chuột. Lúc một trước luôn. Lên đây tới cái chỗ cây dừa đó em. Dừa luôn, mình tận dụng cái đám cỏ rồi mình để trên mặt luôn. Mặt lưới. Đó. À, tí dặn cái viền ở trên, kéo lên. Banh ra tôi, banh ra. Banh gom ra. Banh ra cho nó mỏng 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 á. Bông banh đều ra luôn á. Ừ. Khoan khoan hãy cầm không đi. Banh đưa tao cầm lại nó thổi dùng cục rồi. Không có đâu để. Dân thế này. Chuẩn bị 5 kg thôi. 5 kg lóc phải không? À, hôm nay mình lâu quá không làm cái này. Rồi giờ này mấy anh em mà xuống đuổi. Mình dân cây lưới. Biệt trong đó gần cái nhà đó anh em này đuổi xuống lụm hả lụm hả lụm hả cá chơi bự lắm nè. Đâu anh ba bự anh ơi bự lắm rồi tung lên hai trên nè lên cái hai trên nè anh ba thầy lên không giỏi đâu để anh ba đi. Chưa đụng có đuôi nó không hả? Ba anh môi hang hay lắm. Nó rút rút trên. Môi hang. Ba qua phụ tôi ba. Xì tung này không giỏi đâu. Ăn giỏi lắm. Ba. Để đứt nước bà đây nè. Anh ba móc cái cục đất ra này im trời đó. Chuyện hai né cái đầu ra bịt cái lỗ nó lại đi. Ui giời ơi, đau giỏi vậy cả. Cái chừng đúng rồi. Đừng đi đang vừa bên nắm cái đầu luôn. Ừ. Từ từ đi. Đầu ơi. Nó nổi con bóng rồi. Phụ cá dừng hai ra anh đâu. Mày nắm dính chưa? Từ từ để đi bắt từ từ. Cá bự mà. Từ cầm lưới. Anh vỏ ra trước. Ừ, em thấy thằng cầm cái vỏ ba tư đen thằng. Cái đâu bởi gì đưa cái vỏ cho em cá mau vô cái thằng cổ ra. Từ từ từ. Cái đâm. Từ. Rùa hay lắm mình biết. Rái mà. Ừ, rùa với con bóng này con rái con hay lắm. Con rái con bóng. Đang có em bé động á. Thôi đừng để lên con bắt cá kìa đừng giỡn. Lấy mày. Đó. Cái này trắng.
Cái đảo quá hùng. Rửa rửa sạch luôn. Ơi. Đó. Mày có con nào nó không? Cái chừng nó ở cặp á. Thôi rồi mày đi luôn rồi mày dọn lắm. Mày thục đi. À, con thôi. Đó rồi. Hả thả. Mới đi xuống mấy mét rồi lắm rồi. Thôi quá. À, có em theo nè. Ờ biết rồi, em đẹp quá nó cá sợ nó chui hang quá. Nó trước luôn. Không phải đẹp đi, chứ thấy tướng bự con quá đi động đất nó sợ nó chuỗi ra. Dạ hả? Chứ lúc trước anh nghe nó đẹp hoài mà. Tại em nói vậy cho anh để ý một chút chứ mà. Dạ. Không, quy quà hay lắm. À, cái trong tim mình đi là quằn một cái là cá không còn một con luôn. Coi chừng nó rút cái bọng này nha. Nó chạy xuống dưới cái lưới hết luôn. Đi ngang của này không có con cá nào dội lại được hết. Dài đó hả? Cái lóc lôi vô hang luôn rồi. Đâu đâu? Đâu đâu bốc. Coi như có lợn không? Có lợn không? Cái gì? À. Phải cá lóc không? Đúng rồi. Có cái cây có cái bắp chuối kìa. Bé luôn xì tung. Bé hồi mình làm món ăn luôn xì tung. Chú Phượng ơi làm mới xì tung. Bắp chuối. Hay vậy đó. Kêu bạn gì em? Má liều. Dạ hả? À. Cái ba người đi ngang á, cá nó mới chạy. Chứ mình đi người trước đi sau là cá nó vòng lại. Quá rồi. Bà kinh người ta trồng chuối. Em cao bẻ luôn cái bắp chuối đó tụi. Đúng rồi hả? Đi bùa này hay lắm. Có mồi đêm. Bùa hay lắm. Tí sọt nhẹ đấy, đừng chúng nó quy luật, quy luật quá lớn rồi. Ừ. Bỏ vô xuống đi.
thôi anh dạy cho tôi nhớ vòng quá đã luôn rồi. Quá. Cái gùa này không? Thằng tối gùi. Ôi. Thấy lên. Còn anh ta. Còn. Còn. Thấy không? Thấy không? Em mới rút được hai ba con mà. Vô mà. Hai con. Lóc rút trong luôn rồi. Tôi rút ra. Ở cặp luôn rồi. Nó nọt á, hàng đầu im là nó phóng kêu hả? Lóc chê ơi, đừng lộn trộm coi chừng quý gùa nha. Đây, cũng móc rồi. Dính là dính là gì rồi? Kim ghe là dính ra. Đây, người đó sẵn ra đi. Mời mời một chút nữa. Chơi hả? Hàng kia nãy nó đụng mấy con lăn lứt rồi mà sao? Gì hả? Đó. Nó nọt nó chạy á. Em hỏi công chúng đó nè. Rút giống luôn hả? Nào quá. À hay quá. Thôi lên cái nào không? À một hang con cá ốc con cá chê. Quá đã luôn. Giống câu hỏi quen quá. Hỏi mà đụng cá chê hả? Sao ra nó dính nữa. Hên quá hên rồi. Mới đi có chút xíu à. Hai cá chê con cá ốc à. Này là chúng bắt chắc luôn. Ừ. Đừng có hung nó nữa. Đó. Đó. Đập rồi. Kìa. Chằn hang nó bên chằn hiu nó đeo cái dài luôn kìa. Nó bự quá nó lưu luôn kìa. Cái chằn hang. Coi vậy. Cái chơi chui quần hả bố? Mày đừng có động. Coi chừng baby nha. Coi chừng baby nha. Cái chơi có gai nha. Đâu? Dính thiệt gì anh ba? Cái quần á. Wow. Đó đi nó chơi ha thấy ăn. Quần không chạy chứ cũng có lại lắm. Cái quần bóc dài quá. Không. Không. Mày thấy con đời chưa? À được ba cái chơi con góc rồi. Tìm mò cá sao giờ nó chi ba la làng đi. Hai cái lóc ba cái chơi. Hàng ấm quá. Đậu. Phục rồi đó, tí nào phục rồi đó, ta chừng dở ra cá lóc bay đùng ra cái ý à nha. Phục rồi đó, tí nào phục rồi đó. Tắm nước đừng vô. Tắm vô nước đừng vô vậy. Hả ông đi qua đây nè, anh đi qua đây nè. Tại ông đây anh Sơn mới ta làm ta biết. À, con chè bèn này im nè. Coi chừng nó phóng ra anh Huy. Không có ổn lắm ạ. À. Tại anh Sơn đi bên kia thì em đi bên kia, anh đi bên đây, sao đi bên kia rồi. Đi. Ập xuống quậy luôn. Nhưng ba đập đùng nha. Coi à. Con cá hả? Trời ơi. Mày chừng út ra anh Huy. Út ra ủng lắm anh Huy ơi. Hôm nay mình bắt đầy cái sọt cá là được rồi. Ui, gì đó hả? Hai ba tên luôn. Rồi, rồi, phụ anh ta, phụ anh ta. Đứng chập tí ơi. Anh Tung đứng lục thục đi, cho nó động, đừng cho nó gò đi. Đừng chơi gò lại. Tặng nó chuối vô hang. Hôm nay chung mảnh này. Có con mà nó quậy một cái. Bự không? Ê, tại nó ngoài hay qua ngoài lại á. Nó ngoài ra, sao mày không lấy cái tay cho con tay mày, mày chiều qua liền lại. Qua cái chơi. Đó, này đi lính rồi. Hắn đi vòng qua hả? Trời ơi, đây được rồi. Còn hai vô nữa nè. Anh ba thọc vô anh ba. Thọc vô thấy ấm quá là không, gì. Tính ra tay quy gùa này mọi dữ thiệt. Tôi biết đây là ta thiên xạ mà. Đâu thua bóc đâu. Trắng. Trắng không à. Cái chơi không hả. Chuột ta bắt con con gì. Cái rô. Đố con Tung luôn. Đố con Quy luôn. Con cua. Đâu. Bắt gì con gì con gì. Đâu.
cá sạc chặt đậu đầy cá rô quá đọc thì trời có bể giờ chưa không khỏi khỏi ừ thử để sảy ủng á cá bự không Huy ừ anh ta quá cá bự quá đi quá hay vô cái giỏ xuống hay quá lại coi cái còn nữa còn hết ừ còn nữa coi còn chứ dính cái chai không hay quá hay quá Huy Ngô ơi cá này nửa ký lô à ôi 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 cá bự nhất trong trường luôn nè qua đi chàng thật luôn á không Huy anh Sơn ừ Huy Ngô hay quá bữa nay cá quá trời anh Sơn ơi nhóc rồi ha bữa nay được cặp bự rồi nè bánh cá chiên ngon đều đều không ha ừ nè hai cái lóc mình cỡ rồi trời ừ. Đó không ừ đùa bắt cá khủng không hả muốn tới nhà chị đó là một sọt cá luôn giờ được con nữa nó lưỡi vô cái lưới của mình nữa à. Hôm nay nè lúc chắc là gần tới cái lưới rồi cá nó dồn về đây quá lẹ chạy giận nước đó cái lưới của mình để mình bỏ cái gom này cá vô nó ấm nó không có dội lại về về dưới lên dở một hai ba dở một cái mọc luôn á chừng dội lại đó. Rồi dở lên vũ vũ luôn đó chừng dội lại á đó đụm lên sao rồi đó 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 lên đi chuột lên bờ luôn hay không tao anh ba cái này cho cái thằng lớn xinh này nè thấy hả dòng bên đây nè con cá vừa rồi 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 con rồi bắt lại luôn đem cái chọc lên đây con quá lẻ một sọt luôn quá sức cá luôn cái ham luôn không kha có chân sảy bằng ớt là ớt bà luôn nè thấy cá lóc này nó tôi vừa ruộng á nó không có rột cơ tay tôi gì em có chúa luôn nè đâu ra có chúa luôn ra đi hả anh chơi anh tí kìa ra nghỉ chỗ ra mẹ ông vũ đom đi luôn lại gấp ôi trời mắc cá này trời con cá chơi đó con cá sặc đựng nữa nè ừ hai con luôn bằng ơi bằng con ok chơi chừng á đó gì con ờ con ớt sảy để lát nấu chín nè ra mẹ bắt cá này dơ ra đây nha tao bực vui tao phá lửa nè ui ừ. Đó. Đó nè vô vô ừ. Đó. Qua lại cá ơi coi chừng ớt sảy nha coi chừng sảy hết nè ớt cứ nắm rồi chưa đó trong cái đống này nè dính vào dây chì để cởi dây chì cái đó cái dính vào dây chì này mới không dính cá nhiều nè chứ phải không dính vào dây chì dính thêm con cá lóc bự nữa đó wow bắt con chưa nó nhảy á mua hả
ngoài lại nha, hai ba con đây nè. Còn hết rồi phải không? Chơi có gì? Hai con hết lạc. Nấu luôn. Sả ớt với lại sả ớt à. Đó, rồi về nghe bún cho vô luôn em. Con gì có ngã bún không quá. Ừ. Để tới cái này ra, cái này cho thêm miếng tỏi với miếng hành nữa. Rồi mới đổ nước. À cho miếng hành và tím với tỏi vô cái nữa. Nấu rồi mắm này rồi tầm đặc luôn. Hôm nay là biết chín bữa rồi nha. Ừ. Cái chảo nhỏ xíu mà mình mua nửa ký mắm. Rồi đậm đặc luôn, ăn bún mới ngon. Cái này mình bỏ mắm vô, nước sôi rồi. Dạ, mà mắm này tới rồi nha. À, mình chỉ để cái nhúng vô ăn từ từ để anh em đông nước ăn bún. Kì. Thì lên đồng đơn chiếc quá mình không có xào mắm. Mấy nay mình kiếm được nhiều cá. Mình sạch chứ. Chà muối sạch hết. Ê, hey, anh Huy đường lặt cây đậu gồng, kiếm được nhiêu đậu gồng. Đậu gồng đây trồng nhà luôn. Dây quá trời trái luôn. Bông lục bình, rồi bông hoa chuối, rồi... Bẻ được ba trái cà. Bẻ được ba trái cà, thấy sâu dục luôn à. Dạ. Cái cà đó hả? Hết phòng dục luôn. Cái cà đó hả? Cái cà này sâu giống nghi nghi sâu trời. Sâu nó ngồi giống nó ăn nằm chứ. Vậy rồi cũng lấy nữa. Cái gì hả? Đường không? Muốn đường, giá đường. Ngọt ít thôi em, rồi được em. Rồi cho chút xíu hạt nêm thôi, không có xe muối. Hạt nêm cái này mưa mắm mặn, mắm mặn à. Ừ. Rồi dứt hết bọt rồi lắm. Bỏ cua vô. À, bỏ cua vô lấy nước ngọt, đúng rồi. Bỏ cua, bỏ một cái gô vô. Dứt bọt luôn nha. Cái rồi trứng cho cá vô cái này. Vô. Cái trứng con cá lâu cái vô luôn. Có nước ngọt. Mấy cá trời á, lấy nó cá trời nó lâu chín hơn cái. À, hoa chuối à, hoa lục bình. Để cho giòn. Mấy anh em hôm nay ăn lẩu mắm. Cái này nè. Cái nào? Ba đậu rồng này là nó ở ngoài ở ngoài ruộng là cái dạng của nó là trống có nó xanh vậy nè chứ không phải gì đất dòng nó vàng. Dạ. Ừ. Nãy cái tưởng cái gì chứ. Cà là cà gì anh ba? Cà trứng. Cà gì cà? Được rồi em ơi, được rồi anh ơi. Cà gì cà đựng cà trứng được rồi. Em để chút xíu ra bỏ nữa em. Để ăn em, để lâu sôi quá. Thằng ai bún không nè? Thơm quá. Có chén rồi. Chén có sẵn luôn nè. Có rồi. Có. Bún không? Có rồi. Có rồi. Đồ ăn chín rồi, nhau vô xơi. Có rồi. Cứ nhau vô xơi. À, mình cũng xin đại diện hết mấy anh em đây tổng mời cô bác chị bạn dùng bún mắm với lại mấy anh em mình xin mời rồi cả nhà dùng bún lẩu mắm cho với tụi em cua đổ lên trên kìa thì hàng phán cua hả cua có ếch nè con hàng biết tuổi gì không cái gì tuổi ếch dạ ếch bị nó ăn cua quá ngon luôn ha. Còn cá da trơn này coi coi nó cắn cái đầu cá trê coi kìa nó nhăn lên nhăn xuống. Em bỏ cái ừ. Này mình im mắm ngon dữ vậy trời. Được nữa. Mà có đem hết luôn không chán à. Rồi em chán vô. Bỏ vô nhúng vô dạ. Nhúng rồi ăn à. Cái này nó không chín đâu. Cái này không cần chín lắm đâu. Cái bông lục bình để vừa héo vô đó gấp là dứt rồi. Qua lục bình đó anh ba không? Qua lục bình phải công nhận với em đi mắm cũng ngon ha chua ăn nó khen lên luôn là không không mà ngon thiệt cái gì cắn ngon dai mắm hầm không đã không đã không ở đây thôi ếch để chừa mới nhỏ đây chừa cho con em con chừa mới nhỏ ăn cái thằng ăn cái trên hả không lóc nè bây giờ lóc không ăn ăn cua hả cái gì ừ thì thằng ngậu cái lóc cái trên không ăn ăn có một tông thì ăn tội nghiệp á
ở cái kiện cá lóc rồi. Ừ. Lương thì không ăn nữa. Đúng rồi, lương cũng không ăn luôn. Ngồi á, nhỏ đã đợi. Cá chạch cá kèo cũng đó ra. Ừ, cá chạch cá kèo cũng không ăn luôn. Cá hấp còn sống rồi ăn, cá lóc mặn rồi không ăn. Đúng rồi. Không ăn cái mà ăn uống nước. Hấp nước. Đã quá. Ừ, cua mập. Thịt không? Cua mập. Mày hay gì hàng à, ăn được mấy cái sặc với mấy cái gồ với cua đây. Mày hay giờ cảm giác gì không? Cảm giác trời mù quá, trời lạnh cái có cái lẩu mắm ăn cái đã rồi. Đã. Ừ. Quá đã luôn. Nãy giờ bắt lạnh nữa nào cái lẩu mắm luôn đó. Ừ, ấm người hả? Ấm người hả? Ừ. Cái này ta nói trời buồn, trời kéo mây đen, ta buồn, ta kéo anh em lên đồng. Câu này như là hay nhất trong năm mà. Tết Tết rồi phải làm kiếm gì hay hay chứ. Hay nhất trong năm. 37, 38 năm mới đựng câu á. 38 năm. Đồ gọng nhúng đồ mắm ăn cũng bá cháy lên anh tao. Cua có mắm ngon anh ta. Thử coi, ngọt. Em đừng có ăn cá lóc à. Chúc ơi. Cua Bắc Kinh. Ngon bá cháy còn ghét luôn. Cua Bắc Kinh nó ngọt thật. Cua Bắc Kinh ngon quá. Cắt rồi hồng ngắt đầu đồng bỏ vô. Để em lặt đầu đồng cho em sạch sẽ nhất nè. Cua. Tay em sạch nhất. Lóc là hồng nào hay đuôi được lớn. Đã. Ông nhận biết chơi cái đường đường sụn này khá quá trời luôn anh Sơn. Ừ. Ý là thục mà bắt vậy bắt tay mà bắt vậy đó mà anh nãy còn sảy á phải bắt mà dính hết nhóc luôn. Làm sao bắt tay làm sao dính hết em phải sảy với em. Cái bã nhiều quá với cỏ nè. Ừ. Chuối. Hồi bầu khi nó chui hang là mà nó trống rồi nó cá không nhiều. Tại nhà nó còn chết. Trống nó không dựa phải không? Ừ, có cỏ có đồ thì nó mới dựa nó dựa mà. Ừ. Mình khó bắt hết. Bởi vì nó lặn nó không vô. Ừ. Ở ngoài cỏ ngoài đồ. Nó né được. Để càng lại. Gì? Ngọt. Ngọt. Để càng kinh lại. Thì ngay cho xin chắn đúng rồi. Mày chở đầu rồi nha. Vô càng. Cho con em. Ừ. Cho anh miếng đi Quy. Ủa. Cho được xin nhanh không vậy? Ừ. Để nó canh mày ơi. Bún thôi nhá, còn nhiều lắm anh Quy. Có thể chân ít thôi. Nó bún ít lại cho ăn cá với ăn rau nhiều. Nhiều. Phải mà nó quê cho xin chén bún. Còn mày cho xin ít hả? Ừ. Ít ta cho ít. Ôi, cua nữa. Anh sao biết sao? Cua hả? Làm cua thương thêm ha. Giờ miếng dầu gấp em, gấp em có chút xíu gì không? Sao? Em nói em xin anh á, Quy cho anh xin miếng nước á, xin miếng bún á. Dặn á, gấp em chết à. À, thấy hàng có gô không? Nè, anh bỏ cái gô cho em nè ha. Cái gô cái sạc. Ghé cái sạc nó nhấp lên sao? Được. Cái gô nãy luôn bắt con sáu con nữa mà. Ta ăn cá lóc rồi không ăn. Rồi cái gô có sạc. Cái lưới nãy cũng có tông, vô cái tông. Đồ đó. Rồi đi. Ô, cá lóc kiến mà con mắm này thôi. Bỏ mấy khúc cà phê vô cho nó với. Cà phê nó ăn mà. Cà phê ăn không? Cà phê không hả? Ăn. Ngộ thiệt. Để nó không ăn cá trê cá lóc thì mình ăn. Cái gô cà phê em cũng mới tập ăn đây à. Ăn thì còn nhát mình. Ừ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi đã. Đã. Mới. Ừ. Hả? Có thịt cá lóc trong luôn á. Cá lóc bự mà. Ta đi đâu cũng về sông. Về sông mà tôi cũng quay tới về đồng. Cái miếng mình phải đi vòng. Mà chịu bắt đầu đổi hướng sông tiếp nữa. Không, không. Ừ. Bạn ở trên ruộng nó khai nước cho cá nó xuống sông hút. Ừ. Còn bạn ơi, cái thằng lũ với thằng cái dàn lũ dính nó. Anh Trân. Gì em? Em có ý kiến vậy nè. Rồi. À, anh em thì mình lặn lội vậy nè. Ừ. Hôm nào anh thử thách cho anh em lặn một bữa thôi anh Trân. Ok. Tao không phải không? Tao không lặn à. Nói vậy. Đây. Tao lặn được. em nói nha. Em nói này luôn, anh ý kiến này em không có thách đấu nhưng mà em nói ai hụp mà ngắn hơi nhất là thắng. Ừ. Tao. Lúc đó chừng lên không không nào lặn. Ủa nó lặn mà điệu lặn đó lú cái chóp lên đó. Nhưng mà trước nha. Ừ. Trước khi lặn mới đừng có ăn gì nha. Mới lặn được nha. Còn ăn bụng bự quá nó nổi lên. Dạ. Cái đó giống như nó bị phồng hơi vậy.
nhưng tóc chữa vậy nè. Trong bạn Huy hả, bắt cá phụng với bụng mới hả? Dẫu bụng bập 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 nữa, phụng như ông đĩa vậy. Quá trời, cái bụng nó phình lên nữa. Vậy mà nói tới anh Huy bắt cá, bữa nay bắt cá lóc nhiều hơn anh á. Vì cái bé bên bờ này biết sao không? Hả? Xe chạy động tới động lôi con cá nó bển nó im, nó rút động lại nó rút gì bển. Im, không ai động. Mới đây thì xe cộ rồi người ta tới lui đó. Bữa nào bắt con một tay không? Sao? Em dựng ai mà đi xuống dưới sông lớn mà hụp á vui lắm á, biết sao không? Cái bụng như cá phao vậy. Ở đây là bụng Huy là bụng bự nhất luôn. Huy là phải tao phải đeo theo Huy, nếu lặn tao đeo theo Huy. Dạ. Đeo đúng cái bụng. Ông Huy lặn là phải có cái mỏ neo để vô. Cột cột mấy cục chì rồi vô. Hy vọng trong nguyên cục đá nó mới xuống được. Đi nhiều ăn nó quá tí ăn rồi. Ừ. Ăn bún nữa đưa chén bả đi hả? Thôi. Xin ăn có chút xíu. Dặn rồi giờ ăn cá rồi. Rồi em để đổ thêm không? Để em lấy nước để bàn. Thôi để ăn kết thúc tiếp rồi ăn tiếp ăn thôi. Ngon quá. Ừ, ngon quá. Không có gì mà tả được cái nồi mắm này chứ. Công nhận em cũng ngon quá trời ha. Ừ, dạ. Mấy anh em mình cảm ơn cô bác chị Hoàng đã dành thời gian với báo xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị Hoàng được thật nhiều. Thật sự là trời lớn quá.